Light Finance, the world of financial freedom. Xin chào, tôi là Tâm, Nguyễn Minh Tâm, giám đốc đào tạo nội bộ Light Finance Academy. Hôm nay tôi làm video này nhằm giải thích về việc một vài trader đen cũng như đối thủ cạnh tranh đã bóp méo thông tin và tung tin đồn gây ảnh hưởng đến lòng tin khách hàng cũng như uy tín của Light Finance trong một vài ngày gần đây liên quan đến giao dịch sản phẩm dầu thô. Cụ thể là trong 10 phút từ 18 giờ đến 18 giờ 10 vào ngày 2 tháng 4 năm 2020, tính theo giờ máy chủ Light Finance GMT cộng 3, tương ứng với khoảng thời gian từ 22 giờ đến 22 giờ 10 theo giờ Việt Nam GMT cộng 7. Sản phẩm dầu đã xảy ra tình trạng chậm giá, tức là giá xuất hiện trên biểu đồ chậm hơn giá trên thị trường, hay còn gọi là giá phi thị trường, non-market price. Bởi vì trong giai đoạn này, spread trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh tới hơn 3 lần, nhưng Light Finance đã sử dụng spread cố định nên xảy ra hiện tượng chậm giá arbitrage. Và lỗi này diễn ra trong 10 phút, do đó một vài nhà đầu tư đã lạm dụng để giao dịch không rủi ro, nghĩa là mở và đóng lệnh trong 10 phút diễn ra lỗi. Lưu ý, giao dịch lạm dụng arbitrage bị cấm trên toàn thế giới ở tất cả các sàn và tổ chức giao dịch tài chính bao gồm Forex. Do đó, theo mục 6.10.2 điều khoản khách hàng, Light Forex có quyền thu hồi lệnh lời và bồi hoàn cả lệnh lỗ đối với giao dịch lạm dụng lỗi arbitrage. Trường hợp này là chậm giá, lỗi giá arbitrage. Khi khách hàng lời thì không có khách hàng thua đáp ứng lệnh, cũng như khi khách hàng thua lỗ, sàn sẽ không thể truy thu khoản lỗ cho bên thắng. Do đó, sàn phải thu hồi cả hai bên thắng và thua, tức là cả lệnh lời và lệnh lỗ. Quý khách hàng lưu ý, chỉ những lệnh được mở và đóng trong 10 phút lỗi lúc 18 giờ đến 18 giờ 10 theo giờ GMT cộng 3, thời gian MT4 của Light Forex, sẽ phải thu hồi theo đúng luật quốc tế. Tất cả những lệnh mở và đóng ngoài thời gian này vẫn sẽ được ghi nhận lời và lỗ như thông thường. Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, tất cả lệnh giao dịch dầu không thực hiện trong 10 phút lỗi trên vẫn được ghi nhận bình thường. Ví dụ, tất cả các lệnh buy dầu ở vùng đáy vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 và trước thời điểm 18 giờ GMT cộng 3 ngày 2 tháng 4 vẫn được duy trì lệnh và vẫn được ghi nhận lợi nhuận, không có vấn đề gì xảy ra. Lệnh buy dầu từ ngày 20 tháng 3 2020 vẫn được duy trì đến thời điểm hiện tại. Trường hợp lợi dụng lỗi arbitrage để trục lợi, mở và đóng lệnh trong 10 phút diễn ra lỗi sẽ bị thu hồi lợi nhuận cũng như thua lỗ. Nhưng một số trader đen biết mình lạm dụng lỗi arbitrage để trục lợi nhưng vẫn cố gây áp lực để buộc Light Forex làm sai với quy định, tức là yêu cầu sàn bồi thường một cách vô lý bằng cách bóp méo thông tin và viết những bài viết tiêu cực lên một số trang mạng xã hội gây hiểu lầm lớn. Bên cạnh đó, đối thủ cạnh tranh lợi dụng vấn đề này tiếp tục bẻ sai thông tin và tung tin đồn làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của Light Forex, gây thiệt hại không nhỏ. Bộ phận pháp chế Light Forex đang phối hợp với các cơ quan để điều tra và xử lý những cá nhân và tổ chức liên quan. Đối với những quý khách hàng vẫn chưa hài lòng với bài giải thích này, có thể khiếu nại lên cơ quan quản lý giấy phép là SEC và Marshall. Light Forex sẵn sàng giải trình với cơ quan pháp lý để chứng minh rằng sàn luôn tuân thủ đúng luật lệ và quy định, đảm bảo công bằng, an toàn cho tất cả nhà đầu tư. Light Forex là một trong những sàn giao dịch ngoại hối lớn được đánh giá cao bởi tạp chí tài chính lớn World Finance, diễn đàn ngoại hối lớn nhất thế giới Forex Factory và là sàn giao dịch có mạng xã hội giao dịch copy trade tốt nhất thế giới. Light Forex xin cảm ơn khách hàng và đối tác đã tin tưởng và đồng hành cùng tập đoàn trong thời gian dài. Light Forex luôn cố gắng phát triển tốt dịch vụ và sản phẩm để giúp khách hàng trên toàn thế giới có thể thành công bền vững trong thị trường tài chính. Light Forex xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Light Finance, the world of financial freedom.